Xin chào các bạn, hiện tại trên tay mình là sản phẩm cực kỳ hot vừa về tới Việt Nam, đó chính là chiếc iPhone 8 Plus. Và hôm nay, tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam sẽ mở hộp và trên tay cho các bạn sản phẩm này. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ xăm soi qua chiếc hộp. Thì chiếc máy này có một cái chiếc hộp khá giống với chiếc 7 Plus và in hình iPhone 8 mặt lưng lên trên mặt hộp như này. Tuy nhiên nó có khác biệt một chút, đó chính là năm nay thì Apple làm một cái đường ghẻ xiên này để phân biệt là rằng mặt kính của iPhone 8 Plus năm nay đã được làm bằng kính, đó, nhìn rất là bóng bẩy. Bên cạnh hộp thì chỉ có tên iPhone này, đó. Dưới này thì có logo quả táo. Và đằng sau này thì in một vài thông tin chi tiết như là bộ nhớ trong này là 64GB, ở đây mình có bản 64GB. Và màu này là màu Space Gray, đó, màu xám, màu đen, đó. Và bản của mình trên tay là bản ZP, bản xinh. Đó, ok, chúng ta bắt đầu mở hộp. Thì khi mở hộp ra thì trước tiên chúng ta sẽ nhìn thấy cái tập sách hướng dẫn sử dụng và kèm thêm hai quả táo phát sáng. Đó, các bạn có thể dán ở bất cứ chỗ nào các bạn muốn. Đó, mình thường dán vào laptop các thứ. Ở đây, chiếc máy của chúng ta thì tạm thời mình sẽ để qua một bên và xăm soi về phụ kiện. Thì phụ kiện của iPhone 8 Plus năm nay thì cũng không có nhiều khác biệt. Đầu tiên chúng ta có cái củ sạc. Củ sạc này thì 3 chân theo chuẩn đúng chuẩn của Sinh. Và đây là tai nghe. Tai nghe này thì sử dụng cổng Lightning và có thêm một cái adapter chuyển từ cổng Lightning sang jack 3.5mm. Ok, ở dưới là cáp sạc Lightning. Phụ kiện thì không có gì thay đổi, năm nào cũng vậy thôi. Đó, và đây là sản phẩm nhân vật chính của chúng ta, chiếc iPhone 8 Plus. Thì xăm soi một chút về cấu hình thì năm nay iPhone 8 có một thiết kế rất đặc biệt. Đã 3 năm rồi Apple mới thay đổi thiết kế của iPhone. Năm nay họ đã sử dụng chất liệu kính ở mặt lưng thay cho vì kim loại. Bởi vì là sử dụng chất liệu kính nên là chúng ta có thể thấy những cái đường anten đã đưa hết sang cạnh bên. Đó, hai bên là hai đường anten cắt ngang như này. Đi sâu vào giao diện thì ở đây mình có thể nhìn thấy thanh Control Center này. Thì kính ở đây chắc chắn là chiếc máy này đang sử dụng iOS 11 mới nhất rồi. Đó, mình sẽ show cho các bạn thấy. Đây, ở đây mình có phiên bản 64GB này và mã là ZPA này và iOS là 10.11 này. Đó, rất là mới, vừa được Apple tung ra ngày hôm qua rồi. Cái điểm đặc biệt nhất của trên chiếc iPhone 8 Plus này chính là camera có khá nhiều thay đổi. Đó, ở đây chúng ta có nhìn thấy giao diện vẫn như vậy thôi, tuy nhiên ở chế độ chân dung này, đó, thì chúng ta có thể giả lập được ánh sáng, nó gọi Apple gọi là Portrait Light. Đó, giả lập ánh sáng rất là nhiều. Đây, các bạn nhìn thấy ánh sáng trường quay, ánh sáng viền này, hình ảnh sân khấu này. Đấy, và tạo ra một vài hiệu ứng. Đây, ở đây mình có một vài hình ảnh chụp thử bằng iPhone 8 Plus. Đấy, ông chú này nên nhìn mặt rất là đẹp, rất là phúc hậu. Đó. Đối với camera sau thì năm nay iPhone 8 đã sử dụng một cảm biến mới. Nó có tăng độ sáng thêm 83% và vì vậy là mang lại màu sắc và ánh sáng tốt hơn cho bức ảnh. iPhone 8 Plus năm nay đã sử dụng một màn hình với độ phân giải là Retina HD cộng. Đó, trải qua trải nghiệm nhanh về màn hình này thì mình đánh giá đây một màn hình rất là đẹp của iPhone 8 Plus. Màn hình có độ sáng rất là cao. Ở đây mình chưa cho mắc độ sáng rồi. Đó, độ sáng rất là cao, độ chi tiết tốt và màu sắc lên rất là đẹp. Màn hình của iPhone thì trước giờ vẫn là khỏi phải chê rồi đúng không? Đầu tư mạnh nhất năm nay Apple đã trang bị cho bộ đôi iPhone 8 và iPhone 8 Plus chip A11 Bionic. Đấy, các bạn nghe rõ Bionic chứ không phải Boganic nhá. Con chip này thì có 6 nhân và 64 bit. Thì nó theo công bố của nhà sản xuất thì nó mạnh hơn Apple A10 Fusion 20% nếu mà chạy 2 lõi, còn 70% nếu chạy cả 6 lõi. Và đồng thời GPU mạnh hơn A10 Fusion tới 35% và tiết kiệm năng lượng lên đến 50%. Về thời điểm đầu thì iPhone 8 và iPhone 8 Plus về Việt Nam khá là khan hàng. Và chiếc máy này ở đây mình đang có là 8 Plus phiên bản 64GB. Thì mức giá của nó hiện tại đang trên hệ thống Cellphone.net là 23,99 triệu. Đó, còn iPhone 8 64GB thì nó rơi vào khoảng 20,99 triệu. iPhone 8 256GB thì là 23,99 triệu và iPhone 8 Plus 256GB là 26,99 triệu. Đó, thì như mình đánh giá thì mức giá này cũng khá là hợp lý so với đợt đầu mở bán.